Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái app mới. Là app này là cho thẻ tín dụng và vay lãi suất. App này là được tính bạn sẽ được đi bộ bao lâu, thì nó sẽ tính điểm vào đó, thì nó sẽ tính bằng đồng. Đây là cái app, các bạn có thể tải về chơi. Nó đi bộ, nó tính đi bộ, mỗi bước đi bộ là được bao nhiêu, khi bạn đi được bao nhiêu thì bạn sẽ nó sẽ cộng cho bạn bao nhiêu điểm, thì cái điểm nó sẽ được tính là được bao nhiêu đồng đó. Thì nếu mà giới thiệu bạn mới thì được 3.000, giới thiệu bạn mới được 3.000, đề xuất thẻ tín dụng thì là đề xuất thẻ tín dụng. Thì đề xuất thẻ tín dụng ở đây nó có Shinhan Bank Visa, High Point Standard, Lotte Finance Visa, Elcard, Shinbank Bank, Shinhan Bank Visa, Cashback, Lansteel, VIP Online Plus, VP Bank, Super Shopee, Lansteel, Shopee, Shinhan Bank Visa, Cashback Standard và BIDV, SIB, MSB, VIP, Financial Free. Đây là cái top 10 thẻ tín dụng. Đây, mình cũng vừa đi thì nó sẽ tính. Mình đang đi. So sánh lãi suất vay. Đây là cái tỷ suất của ngân hàng cho vay nè. Đăng ký online NEP 50 triệu 2.9%, F88 vay tiền bằng xe máy 80 triệu, lãi suất là 1.1%, MoneyCard khoản vay đầu tiên 0% lãi suất, lãi suất là 1-1.53% 10 triệu, gói vay cơ bản. Lotte cũng cho vay 100 triệu lãi suất. Tiền ngay.vn vay tiền bằng xe máy ô tô 2 tỷ. À, các bạn có thể mua, hiện tại giờ là ngân hàng cho mua xe, mua nhà đó đều có thể vay. Lãi suất là 1.5%. In credit 1.5% 50 triệu. Moneyvale thì lãi suất rất là thấp. Shinhan Finance 0.18. À, cũng khá nhiều ngân hàng ở đây cho lãi suất cho vay nè. Ok. Top 3 gửi vay gợi ý. Đây là cái Trust User Group. Nó có thể link bên Facebook. Invite friend thì bạn mình có thể mời các bạn tham gia, thì nó sẽ tặng cho bạn 3.000 đồng. Mình sẽ thử gửi cho một vài bạn thử xem. Gửi vào một số nhóm là được rồi. Ok. Đây là cái app. Thì nó sẽ được tính. Khi nào đi tới 2.000 bước thì nó sẽ chắc là nó sẽ tính biết bao nhiêu đó. Nhưng mà cái app này rất là hay. Làm sao nó có thể biết mình đi được bao nhiêu bước? À, nó hay là nó hay được ở đó, nó đo được. Đấy, mình đang đi thì nó đang nhảy số nè. Hay thiệt á. Hay thiệt á. Nên mình có thể tập thể dục. Nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải vừa cầm máy vừa chạy. Cái máy lúc nào cũng phải ở, cái sóng lúc nào cũng phải ở bên mình.
Đây cái số nó chạy nè. Thì mình thử chạy đến 2.000 thì coi nó tính tính điểm nhảy lên điểm như thế nào. Bây giờ là 1.700 hơn 700 mấy bước. Thì mình sẽ chạy thử cho đến 2.000 thì nó sẽ được lên bao nhiêu đồng. Thầy trò này vui ha. Bạn nào thích đi bộ thì có thể sử dụng cái này. Là mình đang đi nè, 1.800 rồi đó, còn 200 bước nữa. 200 bước nữa thì mình sẽ đi đến đúng 200 bước thì coi nó lên được bao nhiêu đồng. Này, biện pháp này cũng có thể là giảm cân ha. Này, sắp lên tới 1.900 rồi đó. Mình sẽ đi thêm 100 bước nữa thì cho đến 2.000 bước thì coi nó tăng được bao nhiêu. Thì các bạn phải đi nha, các bạn phải đi, nếu mà không đi được thì các bạn đi bộ dậm tại chỗ, nó vẫn tính. Đi bộ dậm tại chỗ nó vẫn tính. Này sắp 2.000 rồi đó. Cái đó sẽ tăng được bao nhiêu? Lên được bao nhiêu đồng? Ok, receipt starboard. Lên 10 đồng. 2.000 bước, lên đến 5.000 bước nữa. Wow. Đúng là một trò chơi. Thích đi bộ thì ai bạn nó thích đi bộ thì mở cái app này chơi. Nếu mà đi thêm 5.000 bước nữa chắc là phải cần đến bao nhiêu ta? Chắc là 5-10 phút nữa. Vậy mình thử nha. Thử coi 5.000 bước thì tính như thế nào. Tại vì mình chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Dậm chân tại chỗ thôi là nó cũng tính từng bước rồi. Thì cái app này nó cũng kích thích cho mình tập thể dục. Cũng vui. Ok, mình xin tạm dừng đây nhé. Các bạn có thể chắc là phải chạy thêm 50 phút nữa thì nó mới lên tới 5.000. Hiện tại thì mình đang dậm chân tại chỗ. Thì nếu mà các bạn chờ được thì mình sẽ dậm chân tại chỗ cho đến 5.000. Dậm chân tại chỗ cho các bạn xem. Đồng xu rất là ít thôi. Tính ra thì nếu mà dậm chân tại chỗ vậy thì chắc là 5.000 chỉ tốn vài phút thôi. 1.000 chỉ tốn vài phút.
Thì các bạn coi coi nó nhảy nhảy số nè. Nhưng mà cái này đặc biệt là các bạn phải đứng lên nha. Nó đứng lên thì nó sẽ tính.